Thưa quý vị và các đồng chí, trong những năm qua, công an các địa phương trong tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nhiều mô hình quản lý, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi trở thành công dân lương thiện. Đây là một trong những giải pháp mang tính nhân văn, góp phần từng bước xóa bỏ nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật. Tại huyện Cần Đước, năm 2017, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã triển khai thực hiện mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Qua 5 năm triển khai thực hiện, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cảm hóa giáo dục nhiều người lầm lỗi, sống có ích cho gia đình xã hội. Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phóng sự sau đây. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An và Công an tỉnh Long An về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an huyện Cần Đước phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Đước xây dựng mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, gọi tắt là mô hình 5 quản 1. Trước khi triển khai thì phải nói là Ban chỉ đạo đã nghiên cứu để làm sao có cái cách thức tác động đối với từng đối tượng cho phù hợp trong cái công tác triển khai cảm hóa giáo dục cái người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Đối với Ban chỉ đạo huyện cũng như Ban chỉ đạo các xã thị trấn thì có đề ra cái quy chế để tổ chức phân công từng cái thành viên để thực hiện cái việc tác động cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Trong quá trình thực hiện thì thường xuyên là nghiên cứu để điều chỉnh cái cách thức, hình thức cảm hóa giáo dục cho nó phù hợp. Để công tác chỉ đạo điều hành thực hiện mô hình 5 quản 1 được thống nhất chặt chẽ, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện Cần Đước thành lập tổ điều hành thực hiện mô hình, gọi tắt là tổ điều hành, và tổ quản lý giáo dục cảm hóa, gọi tắt là tổ quản lý. Tổ điều hành các xã thị trấn thường xuyên phối hợp khảo sát lập danh sách từng trường hợp với đầy đủ thông tin về nguyên nhân vi phạm pháp luật, về hoàn cảnh, điều kiện gia đình, về mối quan hệ ảnh hưởng đến người lầm lỗi. Trên cơ sở đó, tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn ra quyết định bàn giao cho các ngành, đoàn thể phối hợp quản lý cảm hóa giáo dục người lầm lỗi. Định kỳ 2 tuần một lần, các thành viên trong tổ quản lý gồm 5 ngành đoàn thể là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân và Công an các xã thị trấn đến gặp trực tiếp người lầm lỗi hoặc gia đình người thân để nắm tình hình, tìm hiểu về mối quan hệ, đặc điểm tâm lý, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng chính đáng, những thuận lợi khó khăn có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của người lầm lỗi để có phương pháp quản lý giáo dục cảm hóa, động viên, an ủi, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Các lần tiếp xúc thăm hỏi người lầm lỗi và gia đình được ghi lại đầy đủ trong sổ nhật ký của tổ công tác, làm cơ sở để đánh giá kết quả chuyển biến của từng người và đề ra nội dung biện pháp quản lý giáo dục cảm hóa trong thời gian tiếp theo. Mô hình 5 quản 1 thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã giúp cảm hóa giáo dục những người lầm lỗi, người vi phạm pháp luật trở nên tiến bộ, sống có ích cho gia đình, xã hội. Qua hơn 4 năm thực hiện thì cái kết quả đạt rất là khả quan. Thì trên dưới khoảng 500 đối tượng được cảm hóa, được nhận lãnh và giáo dục. Thì trong đó có khoảng 300 đối tượng đã có việc làm, có nghề nghiệp ổn định và hòa nhập với cộng đồng. Thì qua cái mô hình thực hiện cái 5 quản 1 ở địa bàn Cần Đước sâu sát hơn, quản lý chặt chẽ hơn và cái mối quan hệ xây dựng tiếp xúc với các đối tượng nó mật thiết hơn, tránh hạn chế cái tự ti mặc cảm của các đối tượng rồi cùng với gia đình để rồi tạo điều kiện tốt nhất cho các đối tượng hòa nhập cộng đồng. Qua 5 năm triển khai thực hiện mô hình đến nay, trên địa bàn xã Long Hòa, huyện Cần Đước đã có trên 28 người được cảm hóa, tái hòa nhập cộng đồng, tích cực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, có việc làm ổn định, chăm lo xây dựng gia đình, nhiệt tình tham gia công tác xã hội. Người quá khứ lỗi là sau khi được là chỗ là tổ cảm hóa giáo dục đến gia đình động viên thăm hỏi, đã nhận thức được cái quá khứ sai lầm của mình, cũng giống như là chỗ là sự quan tâm của chính quyền địa phương, từ đó là thay đổi bản thân trở thành công dân tốt của xã hội, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường đời sống văn hóa khu dân cư, đồng thời qua cái chỗ cảm hóa giáo dục là trở thành công dân tốt xã hội, đã cung cấp rất nhiều nguồn tin cho chỗ là công an địa phương để đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự địa phương.
Theo tổ quản lý mô hình 5 quảng 1 xã Long Hòa, huyện Cần Đước, chúng tôi đến nhà anh B, 39 tuổi. Trước đây, anh từng sử dụng ma túy, bị chính quyền địa phương xử lý vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp giáo dục tại xã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi chấp hành xong quyết định, anh tiếp tục được 5 đoàn thể quản lý giáo dục cảm hóa. Nhờ tổ quản lý giáo dục cảm hóa của xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tư vấn việc làm cho anh B dần bỏ hẳn ma túy, có việc làm ổn định. Hiện nay, anh đang làm việc tại một cơ sở cửa sắt ở xã Long Khê, huyện Cần Đước với thu nhập trên 5 triệu đồng một tháng. Được sự giúp đỡ động viên từ người thân gia đình, các ngành tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, anh đã từng bước xóa bỏ mặc cảm, tự ti và cố gắng phấn đấu trở thành người tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Trước đây đi chơi với bạn bè ở ngoài đó, khi bạn bè rủ dê mình không có tự chủ được, cho nên cũng có xa chân và con được nghiện ngập ma túy. Rồi thời gian sau cũng có nhờ ban lãnh đạo của tỉnh, huyện với xã Long Hòa cũng biết mời làm việc, xong rồi động viên, nhắc nhở để khắc phục. Xong rồi Phi cũng biết như vậy là cái xấu, cho nên cũng quyết tâm từ bỏ, làm ăn làm lại cuộc đời, có vợ có con, sống cuộc sống nó bình thường như bao người khác. Kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình mà chỗ là triển khai thực hiện mô hình 5-1-1 phải có sự kiên trì, nhẫn nại, là quan tâm của chỗ là ban chỉ đạo phong trào xã, cũng giống như các thành viên cái chỗ là tổ là cảm hóa giáo dục, phải nhận thức được bây giờ là người vi phạm thì quá khứ người ta quá vi phạm cũng có thể là do chỗ là tuổi trẻ bồng bột, cũng giống như là bị bạn bè xúi dục, thì sau khi người ta thực hiện bị pháp luật xử lý, cũng như xử lý phạm chánh hay là xử lý hình sự về, thì chỗ là cần sự quan tâm của chính quyền địa phương, thì chính quyền địa phương quan tâm, thì từ đó là chỗ là người thân họ hàng của chỗ những người trên thấy được sự quan tâm của chính quyền địa phương, cũng đồng thuận cũng là hỗ trợ cùng với chính quyền cấp xã, động viên bản thân người vi phạm, động viên thông qua mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con anh chị em, từ đó người vi phạm được cái sự là tôn trọng, được sự quan tâm, từ đó là cảm nhận được cái giá trị của mình trong xã hội rất là quan trọng, nên là người ta là cố gắng hoàn thiện bản thân để không phụ lòng ở chỗ là chính quyền địa phương cũng giống như gia đình. Vẫn biết con đường của những người một thời lầm lỗi là không dễ dàng, sau thời gian nỗ lực phấn đấu, giờ đây họ đã trở thành những con người đầy nghị lực, đáng cảm phục trên con đường hoằng lương chân chính. Trong mỗi nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng của người lầm lỗi, luôn cần sự quan tâm ủng hộ và giúp đỡ của cơ quan chức năng, gia đình và cộng đồng để họ có cơ hội ổn định cuộc sống, trở thành một công dân lương thiện, sống có ích cho gia đình và xã hội. Có thể nói, mô hình 5 lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giúp những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần phòng ngừa hiệu quả nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững sự bình yên và ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, cơ sở. Chuyên đề Nên Long An kỳ này đến đây là hết. Để xem lại chuyên đề này, mời quý vị và các đồng chí vui lòng truy cập vào trang web congan.longan.gov.vn. Chuyên đề Nên Long An sẽ phát sóng lúc 19:45 ngày thứ Ba, phát lại lúc 7:00 ngày thứ Tư và 14:35 ngày thứ Năm hàng tuần. Kính mời quý vị và các đồng chí đón xem. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.